nếu mà mình mà cứ để vậy mà cắt thì sợ, mình sợ rằng là mật nó sẽ chảy hết các bạn ạ. Chưa để mình lừa thì mình cắt ra, cắt nó thế nào chứ. Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lời đầu tiên cho mình được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn trong những thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn vào xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Hôm nay lại tiếp tục hành trình đi săn ong mật thì mình đã men theo cái ven suối này nha các bạn. Đấy. Thì từ sáng tới giờ thì mình cũng mới được lấy được một tổ thôi, tổ ít thôi. Nhưng mà lên tới đấy thì mình cũng đã phát hiện tổ thứ hai nha các bạn. Nó nằm trong hốc đá nha. Đây. Giờ này cũng gần trưa rồi cho nên là ông vào ra cũng rất là ít các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách để khai thác tổ ong này nha các bạn. Còn cái hòn đá to vậy thì mình chắc mình nhấn lại được không? Mình nhưng mà có mấy hòn đá nhỏ chẹt một bên nữa cho mình phải tìm cách để lấy ra nha các bạn. Các bạn cùng mình xem kết quả nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ dùng nhang un khói nha các bạn. Mình nhớ un khói cho nó xoay khói đó. Mình sẽ lật những viên đá này ra. Tổ này chắc là rất là khó lấy các bạn ạ. Tổ này cũng mình đã nhìn thấy tơ nha các bạn. Cũng rất khó lấy nhá. Nhưng mà hình như mới về thì đúng hơn. Mình đã nhìn thấy bánh tổ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy một miệng ra xem sao. Chắc có lẽ là mới về cho nên để mình lấy một miệng ở chính giữa ra xem có mật chưa đây. Còn mình quyết định sẽ nuôi lại các bạn ạ. Mình mới lấy ra được 2 miệng nha các bạn. Phần mật ở đây, phần mật rất là ít nhá. Nhưng mà trong cái lô tổ thì mình thấy có 2 miệng rất là khủng các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà điểm này rất là khó lấy nha các bạn. Thì nó chẹt đã nó chẹt như thế này đây. Nhưng mà phải khai thẳng thứ tư đó. Mình cứ nghĩ rằng là nó nhỏ các bạn ạ. Nhưng mà không ngờ này nó rất là khủng nhá. Các bạn đi xem. Đến cái bánh tổ của nó đây. Đây. Đó. Vậy là ở trong này còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều và những miệng khủng lồ luôn nhé các bạn. Cái phần mật thì nó nằm ở phía trên mình vẫn chưa lấy ra được nhé. Rất khó lấy. Để mình đây tiếp tục lấy ra để quay cho các bạn xem tiếp. Tổ này rất là khó khai thác nha các bạn. Các bạn đang xem video cho mình xin một like nha các bạn. Quá khủng luôn các bạn ơi. Trước đấy mình cũng đã lấy được một tổ ong khủng rồi, nhưng mà tổ này thì chắc lại khủng hơn nữa. Ở trong còn nhiều lắm các bạn ạ. Cái phần mật á, những cái phần mật là nó đang nằm ở phía trong hết. Nếu như bây giờ mà nếu mà mình mà cứ để vậy mà cắt thì sợ rằng là mật nó
cái chạy hết các bạn ạ. Chưa để mình lừa thì mình cắt ra, cắt nó thế nào chứ. Đó. Cái phần mặt vẫn đang nằm ở phía trong nha các bạn. Thì mình cũng phải tìm cách nào đây. Rất là khó cho mình ạ. Mình đành phải bỏ cuộc đấy các bạn ạ. Tại vì cái hàng nó quá xấu. Mà mình vội tải hết cờ vào trong đấy mà vẫn được nhá. Cái phần mật nó nằm ở phía trong và phía trên các bạn ạ. Mình chỉ lấy ra được bấy nhiêu thôi. Đây. Còn những cái phần, những cái miếng này, mật nó đã gai ở trên ạ. Những cái đầu này mật nó đã gai ở phía trên, mình không lấy được. Thật sự rất là phí nha các bạn. Mình đã dùng quế để chọt nó ra mà nó rớt ra đây, nó rơi xuống. Ở trong mình cũng không lấy được ra luôn. Thì đa số là cái đầu trên á, mật thì nó nằm ở cái đầu trên. Mà cái đầu trên lại bị kẹt ở trong đó. Rất là lãng phí nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lách mật ra bỏ vào trong này. Buổi sáng thì mình cũng chào buổi sáng. Đồn thổ làm được nhiều đây. Giờ mình cái phần mật thì mình sẽ cho vào số nhé các bạn. Vào cái bồn nhé. Mình sẽ lạch ra, lạch lại cái phần mật ra. Và để mình làm xong nên mình quay cho các bạn xem kết quả nhé. Đã xong các bạn ơi. Và đây là kết quả. Khoảng nửa lít nha các bạn. Thì hồi sáng giờ thu hoạch được nửa lít. Nửa lít thì cũng được rồi nha các bạn. Vậy là cùng máy mà đấy nhá. Còn hơn có những ngày về không được có chứ được vật gì nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ làm lại cái tổ các bạn ạ. Mình đi lấy mật á thì mình phải làm lại cái tổ cho nó. Trừ trường hợp là những chỗ mà khó làm quá thì mình bỏ qua, nhưng còn những chỗ như thế này thì mình sẽ làm lại. Để tạm thời nó vẫn chưa ở được chỗ nào thì nó sẽ ở đấy, mà có khí thì nó sẽ ở lại nha các bạn. Mình mà trừ một hai miếng nhỏ ở trong thì nó sẽ ở lại nhé, tỷ lệ ở lại rất là cao. Và sáng năm thì mình khai thác tiếp. Mình dùng những viên đá như thế này mình chen lại các bạn. Mình sắp xếp lại nó cho nó kín đáo này. Nó ở. Mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của mình. Video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn vào xem video nhớ nhấn chuông để nhận thông báo và xem những video tiếp theo mới và hấp dẫn hơn nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.